Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24h HD. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng đáng chú ý nào? Tình hình trong nước và thế giới có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính có trong ngày. Nóng, Bộ Công an khởi tố vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô cực lớn ngay trong nhà máy Tân Dược Thật. Cảnh giác chiêu trò tặng SIM điện thoại. 3 dự án đường cao tốc nếu làm không cẩn thận sẽ có hệ lụy mất cán bộ. Nóng, Bộ Công an khởi tố vụ án lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kính thưa quý vị, sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra, có một phản ánh sự việc bài tổng ôn môn sinh của thầy Phan Khắc Nghệ cho học sinh trước ngày thi giống hơn 90% so với đề thi chính thức. Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nguyên giáo viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc lộ đề thi. Tối ngày 10 tháng 6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định khởi tố vụ án được Cơ quan An ninh đưa ra dựa trên kết quả điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên. Vụ việc được thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên toán sinh tại hệ thống giáo dục Học Mãi, Hà Nội, phản ánh khi thấy đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, môn sinh học có nhiều phần trùng lặp với nội dung ôn tập cho học sinh của thầy Phan Khắc Nghệ, hiệu phó trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Sau khi có dư luận về vụ việc, Bộ Công an đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ công tác liên ngành vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề, nên Cục An ninh Chính trị Nội bộ kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh công tác tổ chức thi và ra đề thi. Như phóng viên đã đưa tin, ngày 22 tháng 12, theo một thành viên của tổ chuyên gia xác minh nghi vấn lộ đề thi môn sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thì vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường. Trước đó, sau khi kỳ thi diễn ra, có một phản ánh sự việc bài tổng ôn môn sinh của thầy Phan Khắc Nghệ cho học sinh trước ngày thi giống hơn 90% so với đề thi chính thức môn sinh học. Ngày 4 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập tổ công tác liên ngành xác minh thông tin phản ánh về đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đánh giá của tổ chuyên gia cho thấy có sự bất thường về sự giống nhau quá lớn giữa các đề thi được kiểm tra với nội dung ôn tập của thầy Nghệ. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô cực lớn ngay trong nhà máy Tân Dược Thật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cất lưới chuyên án triệt phá một đường dây sản xuất tân dược giả quy mô lớn. Bước đầu, cơ quan công an tạm giữ hình sự anh em Phạm Ngọc Bích, Phạm Bích Ngọc và 5 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra. Được biết, đây là chuyên án do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác lập và điều tra trong thời gian dài và đến nay thời cơ chín muồi để cất lưới. Theo đó, qua hoạt động nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện gần đây có một đường dây sản xuất thuốc giả mang nhãn hiệu Neocodine là thuốc ngoại nhập từ Pháp trị ho khan có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid 19. Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện số thuốc giả này tuồn đi từ nhà máy của công ty cổ phần dược phẩm Amtex Pharma, địa chỉ tại 279A1, ấp 1B, xã Phong Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Qua điều tra xác định, công ty cổ phần dược phẩm Amtex Pharma do Nguyễn Thị Kim Đê làm người đại diện pháp luật, nhưng thực tế do Phạm Ngọc Bích điều hành. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty trên là sản xuất, kinh doanh thuốc các loại, thiết bị y tế. Công tác điều tra làm rõ, anh em Bích Ngọc tận dụng một khu vực riêng tại nhà máy của công ty đang sản xuất tân dược thật để sản xuất tân dược giả. Thuốc giả ra lò dạng viên nén, chúng chuyên chở đến xưởng ép vỉ, đóng gói tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Vỏ, bao bì chúng đặt mua tại một số cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thuốc thành phẩm được các đối tượng chở đến cất giấu tại nhiều nhà kho, bố trí khắp các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra thị trường tiêu thụ. Khi đã làm rõ, ban chuyên án của Phòng Cảnh sát Kinh tế quyết định cất lưới. 17 giờ chiều ngày 9 tháng 6, Phạm Bích Ngọc cùng tài xế chở thuốc giả theo hướng từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Cảnh sát Kinh tế chặn bắt. Tổng lượng tăng vật lượng thuốc giả thu giữ là 20 thùng các tông chứa 20.000 vỉ với 10 viên một vỉ. Cùng thời điểm, các tổ công tác khác của ban chuyên án đã tiến hành đột kích vào nhà máy, kho xưởng tại các huyện Bến Lức, tỉnh Long An và các kho chứa thuốc giả thành phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an đã thu giữ khoảng 1 triệu viên thuốc giả thành phẩm cùng lượng lớn nguyên liệu, máy móc phục vụ cho việc sản xuất, ép vỉ, đóng gói thuốc giả. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra. Kính thưa quý vị, nhiều sinh viên được nhóm người lạ tặng SIM điện thoại miễn phí với điều kiện cung cấp thông tin cá nhân cho họ để mở tài khoản, thẻ ngân hàng, nhưng sau lại không nhận được tài khoản, thẻ ngân hàng. Gần đây, phóng viên nhận nhiều phản ánh của sinh viên tại làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhóm người mặc đồng phục in dòng chữ nhà mạng về đứng phát SIM điện thoại miễn phí. Để nhận được SIM, các sinh viên phải cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, điện thoại, hình ảnh cho nhóm người nói trên để mở tài khoản thẻ ngân hàng nhưng không nhận được cả hai. Muốn nhận SIM miễn phí phải làm thẻ ngân hàng. Qua xác minh, đầu tháng 6 năm 2022, phóng viên phát hiện nhóm người mặc đồng phục nhà mạng về phát SIM miễn phí cho sinh viên bên trong ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rất đông sinh viên lại đăng ký nhận SIM và được người này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và hướng dẫn mở tài khoản thẻ ngân hàng. Tiếp xúc với chúng tôi, Ái Thi, sinh viên năm 2, cho hay thấy người ta phát SIM miễn phí nên em đăng ký. Thế nhưng để được tặng SIM, họ yêu cầu Thi cung cấp thông tin cá nhân mở tài khoản, làm thẻ ngân hàng. Thế nhưng qua gần 3 tháng nay thì vẫn không được ai gọi hoặc hẹn để lấy thẻ ngân hàng. Tương tự, Châu Liễu, sinh viên năm nhất cũng không nhận được thẻ ngân hàng nào sau khi cung cấp thông tin cho nhóm người tặng SIM. Chủ tài khoản, thẻ ngân hàng em đứng tên, giờ em không giữ thẻ, vậy lỡ ai dùng tài khoản đó vào việc phạm tội thì sao? Liễu lo sợ. Nhưng cũng có sinh viên cảnh giác, từ chối nhận SIM. Nguyễn Hữu Hướng, quê ở Hà Tĩnh, sinh viên năm 4, kể lại, họ yêu cầu em đưa điện thoại rồi kêu em lấy căn cước công dân ra để họ chụp, tiếp đó là quét khuôn mặt và cung cấp mã OTP, tất cả đều nhập trên trang web của họ. Em có đọc trước đó, thấy các trường hợp đánh cắp thông tin nên thấy nghi ngờ, em giật điện thoại lại, trả SIM rồi rời đi. V không liên kết với ngân hàng. Liên quan đến vấn đề này, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc nhóm phát SIM miễn phí cho sinh viên trong ký túc xá có dấu hiệu bất thường và sẽ chỉ đạo xác minh. Về vấn đề này, ông Lại Thế Tuân, Trưởng phòng tổng hợp Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cho ngừng hoạt động phát SIM 4G miễn phí, chỉ cần có chứng minh nhân dân của nhóm người trên. Theo ông Tuân, nhóm người này triển khai nội dung không đúng như ban đầu đã thỏa thuận với ký túc xá. Theo đại diện Công ty Cổ phần Viễn thông Di động V, nhóm người phát SIM 4G miễn phí nói trên là giả mạo thương hiệu, thông tin mà nhóm người này cung cấp là hoàn toàn sai sự thật, bởi đơn vị này hiện không có chương trình tặng SIM 4G và không liên kết với ngân hàng. 3 dự án đường cao tốc, nếu làm không cẩn thận sẽ có hệ lụy mất cán bộ. Kính thưa quý vị, thảo luận về 3 dự án đường cao tốc, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề, hành lang pháp lý đầy đủ, tại sao phải xin cơ chế? Bởi nếu làm không cẩn thận thì sẽ có hệ lụy mất cán bộ sau này. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 3 ngày 10 tháng 6, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1. Thảo luận về 3 dự án này, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng trong triển khai dự án cần có trình tự ưu tiên rõ ràng, cần ưu tiên giải quyết dứt điểm những dự án còn dang dở dang, chưa hoàn thiện như là đường Hồ Chí Minh và ưu tiên cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi còn quá ít đường cao tốc. Đồng thời cần chú trọng hệ thống đấu nối giữa các bên với những đường cao tốc đang mở, tránh tình trạng đầu nhiệm kỳ nguồn ngân sách còn dư, vì áp lực giải ngân nên lại tiếp tục đầu tư thêm dự án thì sau này cân đối vốn rất khó. Về nguồn vốn địa phương đầu tư cho dự án, đại biểu lo ngại có những địa phương điều kiện còn khó khăn, không đảm bảo được nguồn kinh phí nên cần có tính toán, phân tích kỹ để chia sẻ những khó khăn với các địa phương. Về cơ chế đầu tư, đại biểu bày tỏ băn khoăn tại sao luật đầu tư công, luật đầu tư theo đối tác công tư, luật đấu thầu đã có nhưng vào các dự án giao thông này lại phải xin cơ chế. Không biết tại sao lại như vậy, đại biểu Tạ Văn Hạ đặt câu hỏi. Về chỉ định thầu, ông Hạ lưu ý, vấn đề này cũng đã tạo ra những kẽ hở, tạo cơ chế xin cho, thiếu tính minh bạch công khai. Đại biểu đoàn Quảng Nam đặt vấn đề, hành lang pháp lý đầy đủ, tại sao phải xin cơ chế? Nếu chúng ta làm không cẩn thận thì sẽ có hệ lụy mất cán bộ sau này. Đơn vị được, đơn vị không được, người được quyết, người không được quyết, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng công trình sau này. Đại biểu Tạ Văn Hạ cảnh báo. Ông dẫn lại hậu quả của cơ chế chỉ định thầu vừa qua trong lĩnh vực y tế do dịch bệnh mà cho cơ chế chỉ định thầu đã để lại một hệ lụy rất lớn. Do vậy, đại biểu đề nghị trong quá trình triển khai các dự án này phải thực hiện thật kỹ, thật tốt để tránh phải xử lý hậu quả. Đặc biệt đau đớn nhất là làm mất đội ngũ cán bộ do cơ chế. Giám sát chặt chẽ việc chỉ định thầu theo quy định. Đồng tình với chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc, đại biểu Nguyễn Thành Hải, đoàn Long An đề nghị các cơ quan quan tâm bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện và cho các địa phương có thể phát hành trái phiếu để đảm bảo việc bố trí đủ vốn và kịp thời. Đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo quyết liệt, nhất quán cho các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng theo tiến độ và xác định đây là nội dung khó, thể hiện sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Vị đại biểu đoàn Long An đề nghị có cơ chế chỉ định thầu đối với một số gói thầu như tư vấn, di rời, hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong đó, việc chỉ định thầu phải có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Đại biểu Hải cũng đề nghị phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong việc quản lý khai thác, sử dụng quỹ đất dọc theo tuyến đường đi qua cho việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và cho thẩm quyền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nhằm giúp cho các địa phương chủ động trong việc triển khai dự án và thu hút đầu tư.